Để chẩn đoán bệnh thừa cân béo phì, chúng ta sử dụng hai cái tiêu chí. Cái thứ nhất là cái chỉ số khối cơ thể. Thì chỉ số khối cơ thể được tính bằng chiều cao chia cho cân nặng bình phương. Thì với cái giá trị là nếu như chúng ta nằm trong cái khoảng từ số 18 tới 22,9 thì gọi là chúng ta có cái chỉ số cơ thể bình thường. Nếu như chúng ta có cái chỉ số cơ thể là từ 23 tới 24,9 thì chúng ta bị thừa cân. Nếu mà chúng ta có chỉ số trên 25 thì chúng ta gọi là chúng ta bị béo phì. Thì cái chỉ số khối của cơ thể nó cũng không phản ánh chính xác cái lượng mỡ ở trong máu của một cái người lớn. Người ta mới dựa vào một cái chỉ số nữa là cái chỉ số vòng bụng, tức là hay gọi là cái chỉ số vòng eo. Người ta đang đo ngang cái trên cái vùng rốn của người bệnh. Thì cái chỉ số mà nếu mà chúng ta đo mà nó được, nếu mà nam á mà 90 thì dưới 90 thì chúng ta coi là bình thường. Nếu mà nữ thì chúng ta đo khoảng 80 thì là bình thường. Tùy theo cái giống người đó, cái chủng tộc là người châu Âu hay người châu Á thì nó có cái chỉ số khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta véo cái vòng bụng lên mà chúng ta véo cái da vùng bụng lên mà chúng ta thấy nó dày quá thì đó là cái người đó là có tích mỡ ở trong cơ thể. Thì chúng ta biết rằng mỡ ở trong cơ thể nó ở nhiều cái vị trí, mà tùy theo cái vị trí nào thì nó là nguy hiểm tới mức độ như thế nào. Thí dụ chúng ta thấy mỡ nó đóng ở da, ở dưới da, mà chúng ta thấy rằng cái bụng mà chúng ta véo lên cái mà thấy nó dày, đó là mỡ ở dưới da. Còn cái mỡ mà ta sợ hơn nữa là cái mỡ ta gọi là mỡ tạng, có nghĩa là nằm trong cái ổ bụng, nó sẽ chèn ép những cái cơ quan ở trong ổ bụng. Và cái thứ ba nó ta gọi là mỡ đóng lạc chỗ, có nghĩa là nằm trong những cái cơ quan, thí dụ như gan, thì nó sinh ra cái gan nhiễm mỡ. Và nếu nó đóng vào trong tụy thì gây ra nhiễm mỡ ở tụy. Thì những cái vị trí đó đều nguy hiểm. Nhưng mà đặc biệt là cái mỡ tạng, cái mỡ mà người ta gọi là mỡ tạng đó, tức là nó mỡ nó nằm trong cái ổ bụng. Thì bởi vì nó là một cái giống như một tuyến nội tiết, nó tiết ra những cái chất mà ta gọi là chất tiền viêm. Có nghĩa là sau này những cái chất này nó sẽ sinh ra cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Trong đó là sợ nhất là viêm các cái mạch máu. Và đặc biệt là nhắc là một chút là cái nguyên nhân mà nếu mà chúng ta bị cái stress lâu ngày nữa cũng là một nguyên nhân gây ra béo phì. Bởi vì người ta bị stress á thì cơ thể sẽ tiết ra cái chất gọi là chất cortisol. Thì chất cortisol này nó làm chúng ta ăn nhiều, làm chúng ta cơ thể bị đói nhiều, thì chúng ta lại dễ bị thừa cân béo phì. Tóm lại là cái nguyên nhân của cái bệnh thừa cân béo phì, trong đó chúng ta cũng không bỏ qua cái chuyện là stress và ăn uống không hợp lý cũng như là thiếu vận động. Thì chúng ta biết rằng cái thừa cân béo phì nó gây một số cái hậu quả mà tôi nói. Cái hậu quả lớn nhất là cái hậu quả sẽ gây ra cái bệnh đái tháo đường. Cái bệnh đái tháo đường là cái giống như là anh em với lại cái bệnh, cái chứng thừa cân béo phì. Rồi cái thứ hai đó là gây cái xơ mỡ động mạch, và chúng ta đưa tới cái bệnh là bệnh lý về tim mạch. Mà sợ nhất là bệnh lý về nhồi máu cơ tim. Mà nếu mà nó tắc ở cái mạch máu não thì gây ra cái tai biến mạch máu não, để lại cái hậu quả là tàn phế. Cái thứ ba là người thừa cân béo phì thì hay có những cái biểu hiện kèm theo của bệnh xương khớp. Ví dụ chúng ta bị thoái hóa khớp, ta bị thoái hóa cột sống, đặc biệt là thoái hóa hai khớp gối, là do cái khớp gối nó phải chịu một cái trọng lượng quá lớn. Thì đây là cái thoái hóa khớp gối cũng rất là hay gặp ở những bệnh nhân thừa cân béo phì. Ngoài ra thì cái bệnh thừa cân béo phì nó còn gây ra cái chuyện đó là bị suy tĩnh mạch. Những người bị thừa cân béo phì thường hay là cái suy tĩnh mạch nó kèm theo, vân vân, rồi hiếm muộn, rồi vân vân. Những cái bệnh mà hậu quả của do thừa cân béo phì là rất nhiều. Đơn cử tóm lại là bệnh lý về tim mạch nè, bệnh lý về đái tháo đường nè, bệnh lý về xương khớp nè, vân vân. Thì đó là cái hậu quả của bệnh thừa cân béo phì. Thì đứng trước những cái hậu quả như vậy thì chúng ta đừng để mà nó xảy ra những cái biến chứng do thừa cân béo phì sinh ra, thì chúng ta phải có cái hướng điều trị. Thì cái điều trị cái quan trọng nhất là chúng ta phòng ngừa. Khi chúng ta thấy rằng chỉ số khối của mình nó tăng hơi cao một chút, chúng ta lo chuẩn bị đi, chúng ta phải có cái kế hoạch. Thí dụ chúng ta thay đổi cái lối sống cho nó tốt, phải tập thể dục. Chúng ta thiếu vận động là chúng ta sẽ gây ra cái thừa calo, và thừa calo thì dễ tích thành mỡ. Cái thứ hai là chúng ta ăn uống phải tăng cường cái thực vật nhiều hơn là cái động vật, và chúng ta chọn những cái thức ăn mà tươi sạch và những thức ăn mà nó ít cái năng lượng hơn thì chúng ta sẽ được giảm cân. Cái thứ ba nữa là đừng có ăn quá khuya, và cái quan trọng nhất là tôi nói là hạn chế cái stress. Những người hay căng thẳng lo lắng là những người mà có nguy cơ béo phì gấp nhiều lần so với những người mà không có bị cái stress. Trong thảo dược thì chúng ta cũng có rất nhiều loại thảo dược có tác dụng giúp cho ổn định mỡ trong máu, có tác dụng làm chống viêm các mạch máu, rồi có tác dụng làm tiêu hao bớt cái năng lượng. Thì đặc biệt chúng ta thấy rằng phổ biến nhất là giờ chúng ta hay thấy cái lá sen.
Chúng ta biết là sen thì bây giờ rất là phổ biến ở các nơi, đặc biệt là các cái vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình. Thì sen thì nếu chúng ta thấy rằng cái trong cái sen nó có những cái alkaloid và nó giúp cho ổn định được cái tình trạng rối loạn lipid máu, đặc biệt là giảm cái cholesterol này, giảm được cái triglyceride này, thì đó là cái tác dụng tốt của cái lá sen. Bên cạnh đó thì chúng ta có những cái dược liệu khác, ví dụ như hoa hòe, nó cũng có vừa ổn định được cái huyết áp, vừa ổn định được cái mỡ trong máu, thì giảm giúp cho giảm cân. Đặc biệt là cái nghệ, đây là cái nghệ là cái mà sử dụng rất nhiều để giúp cho người ta ổn định được cái mỡ trong máu nè, nó đốt đi những cái năng lượng thừa nè, vân vân. Chúng ta có rất nhiều cái dược liệu nằm trong các cái chế phẩm hiện tại thị trường có rất nhiều. Nếu như cái nguồn gốc nó tốt thì chúng ta sẽ sử dụng nó hiệu quả trong cái điều trị cái thừa cân béo phì.